Xin được chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà xịn Minh Chánh của em Hương. Và hôm nay em Hương sẽ gửi đến cho quý anh chị mình hai mẫu nhà, một mẫu là máy hợp và một mẫu là máy thái. Thì trong khu vực đây thì có tận tới 8 căn và bên đơn vị Hương đã bán full hết rồi. Chỉ còn có 2 căn, có 2 sự lựa chọn cho quý anh chị thôi. Đường xá thì chiếc ống kính màn hình quý anh chị cũng có thể quan sát là đường xá rộng rãi nè. Xe hơi, xe tải mình di chuyển đến đây. Sân của mình thì là sân đậu xe hơi luôn. Được tọa lạc là gần ngay khu công nghiệp Cầu Tràm anh chị nha. Cách khu công nghiệp Cầu Tràm của mình đâu đó tầm khoảng trên cây số thôi, di chuyển rất là thuận tiện luôn. Thì cái mẫu hôm nay chủ yếu là Hương sẽ review cho quý anh chị mình một cái mẫu là mẫu máy hợp ha. Thì vẫn có mẫu máy thái luôn. Nếu như mà gia đình mình muốn tìm một ngôi nhà mà có cái phòng ngủ phía dưới thì quý anh chị có thể chọn cái mẫu máy thái phía bên đây. Còn cái mẫu này là mẫu máy hợp thì sẽ không có cái phòng ngủ ở phía dưới anh chị ha. Mình sẽ làm một cái không gian mở xuyên suốt nhưng mà vẫn có sân trước và sân sau cho quý anh chị mình luôn, rất là thoáng mát. Nhà của mình là nhà hướng Bắc. Bây giờ thì mình vào bên trong, mình tham quan ngôi nhà cùng em Hương uống nha. Bước vào trong thì sẽ cho quý anh chị mình là một lớp cửa bảo vệ đầu tiên. Sẽ là bằng sắt sơn tĩnh điện ha, rất là dày dặn và chắc chắn. Khu vực không gian sân nè, rộng rãi luôn, tha hồ cho quý anh chị mình đậu xe hơi và xe máy. Về thì anh chị cứ làm mấy tôn, mấy hiên mình che ra, mình che nắng, che mưa cho khu vực không gian của mình nó được rộng rãi hơn. Diện tích của mình là ngang 5 và dày vào thì tận là 22 anh chị ha. Một trệt, một lầu cho quý anh chị mình tới tận là 3 phòng ngủ nha. Còn mình muốn tìm căn 4 phòng ngủ thì cứ chọn căn kế bên anh chị. Còn về cái thiết kế ở phía bên trong ngôi nhà thì sẽ đều là y chang nhau hết ha, không có khác biệt gì cả. Chỉ có khác là sẽ cho mình một cái phòng khách ở phía dưới thôi. Thì có gì quý anh chị mình cảm thấy cái khu vực này hợp với mình và cái giá tiền của nó thì chỉ có là 2.350 thôi, xảo hồng riêng. Còn thương lượng mình cảm thấy nó phù hợp luôn thì mình cứ về đây thì Hương sẽ cho quý anh chị mình xem hai căn luôn ha. Và bước vào trong thì sẽ là một cái khu vực không gian phòng khách. Tường thì bên Hương vẫn nhấn nhá làm cái vực hợp cho mình rất là đẹp. Về thì anh chị có thể dán một cái bức tranh là mình làm thêm cái kệ tủ tivi nữa, thêm một bộ ghế sofa nữa thì ngôi nhà này rất là sang luôn anh chị. Trần trên của mình thì sẽ là trần thạch cao nè, hệ thống đèn đã full và đầy đủ rồi. Nhà của mình thì xảo hồng riêng, đinh điện nước cũng đã vào chính thức đầy đủ hết cho quý anh chị. Ở đây thì mình ra chợ Bình Chánh thì đâu đó tầm khoảng là 5 phút di chuyển xe máy. Ở ga đó thì là con đường quốc lộ A cho quý anh chị mình nhảy cất trong tâm quận huyện trong vòng khoảng từ là 20 đến 25 phút thôi anh chị ha, cũng khá thuận tiện cho mình luôn á. Và ở dưới chân cầu thang thì bên đơn vị Hương sẽ là một cái khu vực không gian trống. Về thì quý anh chị có thể làm một cái tủ pha lê nha, để mình có thể đựng những vật phẩm quà lưu niệm vào cho ngôi nhà của mình nó được đẹp hơn. Thì hiện trạng thì bên đơn vị Hương sẽ bán nhà như vậy cho mình nè. Về thì mình có thể trang trí lại theo nhu cầu, theo ý thích của mình anh chị ha. Với lại cái mức giá này 2.350 này cũng còn rẻ cho gia đình mình vừa mua ở và đầu tư. Ở đây thì 8 căn nhưng mà đã bán hết rồi, chỉ còn có 2 căn thôi, một căn mẫu máy hợp và một căn mẫu máy thái thôi anh chị. Và khu vực này sẽ là một cái khu vực không gian bếp. Bếp thì sẽ cho mình là tủ bếp trên và tủ bếp dưới, mặt đá hoa cương dày dặn, bồn inox 304 ha, chống rỉ sét, không gian nấu nướng thì mình ướp lát sạch sẽ hết rồi. Có một cái sân sau cho gia đình mình nè. Nhà vệ sinh thì mình nằm ở phía đây luôn. Về anh chị có thể làm một cái khung lại nè để mình có thể phơi đồ phơi đạc ở đây, và mình sinh hoạt nhà vệ sinh thì nằm ở đây ha. Thì đầy đủ tiện ích cho quý anh chị mình như là bồn cầu nguyên khói nè, rồi sen, rồi xịt, đồ valabo, tường gạch thì mình ấp lát sạch sẽ. Và mỗi cửa phòng của mình thì cũng sẽ lắp cho mình là cửa nhôm sim pha và kính cường lực anh chị ha. Như là quý anh chị mình có thích cái mẫu nhà này mà mình muốn đi xem thì em Hương Ú hẹn quý anh chị mình là ngay khu công nghiệp Cầu Tràm nha. Mình đi đến đó mình liên hệ cho Ú, Ú sẽ ra đón quý anh chị mình vào khảo sát thực tế nha. Và cam kết với quý anh chị mình là đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí, không xạo, không ảo để tránh mất thời gian của nhau. Và nhà mình thì thuộc về địa phận Long An, ráp với Bình Chánh anh chị ha. Thường thì trên cái video Hương hay ghi cái nội dung là gần Bình Chánh, là nhà mình nó gần Bình Chánh thôi chứ nó không phải là thuộc về huyện Bình Chánh đâu ha. Huyện Bình Chánh mình chắc hẳn là sẽ không có nhà mới diện tích khủng như thế mà 2 tỷ mấy cho quý anh chị đâu. Giá lao động của nó là tầm khoảng là từ hàng 5 tỷ đổ lên không anh chị. Nhưng mà tài chính mình thấp, mình muốn tìm được một ngôi nhà giá rẻ vừa ở nè, vừa đầu tư, hoặc là mình có một ít tiền để mình làm ăn, thì Hương thấy cái giá này cũng rất là mềm gia đình mình. Với lại cái vị trí địa thế này cũng đẹp nữa, như gia đình mình có nhu cầu đường xe hơi nè, đường rộng rãi thông thoáng nè, sát lộ, thì cái mẫu nhà là tuyệt vời cho gia đình mình luôn á.
Đây sẽ cho quý anh chị mình là cái khu vực để mình bước lên khu vực không gian tầng 1. Mình di chuyển cùng Hương Uống, mình tiến lên tham quan ha. Quý vị thân mến, Hương đã có mặt trên khu vực không gian tầng 1 rồi. Trên đây thì sẽ cho mình là 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh anh chị ha. Đây là cái phòng đầu tiên, ở bước lên là mình đụng đây. Gia đình mình có thành viên tầm khoảng là từ 4 đến 6 người thì và ở thoải mái ha. Trần cao nè, có cửa sổ và nhà vệ sinh ở phía bên trong luôn. Nhà vệ sinh này thì cũng rộng rộng nè. Cũng đầy đủ hết thiết bị cho quý anh chị mình sinh hoạt ha. Không thiếu gì hết luôn. Có cửa sổ thoáng mát vô cùng luôn anh chị. Cửa phòng của mình thì cửa nhôm. Và tiến ra đây thì sẽ là cái phòng thứ hai. Xuống đây. Nhà mình thì là ngang 5, dài vào tới tận 22 anh chị ha. Phòng này thì nó sẽ rộng hơn cái phòng kế bên. Đó, phòng cũng rộng nè. Có nhà vệ sinh thì nhà vệ sinh nào thì cũng sẽ y chang thôi. Sẽ không khác gì hết anh chị ha. Đó, đầy đủ hết cho mình. Có cửa sổ nè, mát mẻ vô cùng. Ở đây thì dân cư ở cũng rất là đông. Và đây ở rất là vui với anh chị. Chị đây không có sợ bị buồn đâu. Ở đây mà mình muốn về đây mình sinh sống, mình ổn định sự nghiệp luôn, mình về đây mình đi làm luôn, thì xí ra ngoài là sẽ có công ty xí nghiệp sẵn hết gia đình mình ha. Qua đây là cái phòng lớn nhất nè, view cũng đẹp. Ở đây cũng có nhà vệ sinh nằm ở phía bên trong luôn. Phòng rộng rãi nè, thoáng thích vô cùng luôn anh chị. Tiến vào đây thì sẽ cho quý anh chị mình là một cái ban công rộng nè. Trước mặt mình thì cũng chưa có nhà nữa nên nhìn nó rất là thoáng ha. Một cái không khí nó trong lành, yên tĩnh anh chị. Nếu như mình thích một cái khu vực mà yên tĩnh á, thì Hương thấy cái vị trí này rất ok luôn á. Ở đây thì mình chạy ra chợ tầm khoảng 400m là mình đụng chợ rồi anh chị. Ngoài đó thì đầy đủ hết tiện ích cho mình luôn. Mình chạy ra đường nhựa thì tầm khoảng là 200-300m thôi anh chị ha. Một cái vị trí đẹp đáng sống. Giờ thì mình di chuyển cùng Uống tiến về khu vực không gian nhà dưới, Hương sẽ một lần trao đổi về ngôi nhà cho gia đình mình nè. Và nãy giờ thì em Hương Ú cũng đã quay sơ ngôi nhà cho quý anh chị mình tham khảo rồi. Giờ thì em xin nhắc lại, nhà mình thì với một cái diện tích là ngang 5m, giờ vào thì tới tận là 22m. Cái căn này là căn máy hộp nên nó chỉ có là 3 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh thôi. Và căn ở bên đây nè thì nó sẽ, căn máy thái nó sẽ cho quý anh chị mình là 4 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh anh chị ha. Về đều thiết kế ở phía bên trong nhà thì chắc là nó sẽ y chang nhau hết thôi. Cả diện tích luôn, hướng nhà cũng mình là hướng bắc, giá tổng đúng hai căn của mình á, mỗi căn là 2.350 ha, sẽ không phát sinh thêm một đồng sổ hồng riêng, vẫn có ngân hàng hỗ trợ cho mình vay, thì có thể là vay từ khoảng 50-70% giá trị của ngôi nhà. Đường trước nhà của mình nè cũng đặt ống cống hộp đồ đầy đủ rồi. Ở đây thì mình chạy ra cái con đường Đinh Đức Thiện, nó dài mình thì tầm khoảng 200-300m thôi anh chị. Ngoài đó thì đầy đủ chợ búa đồ tiện ích đồ đầy đủ luôn. Từ đây mà mình về ngã tư Phước Lý rồi mình chạy thẳng ra ngoài quốc lộ A thì tầm khoảng là 5 phút di chuyển xe máy anh chị ha. Mình có nhu cầu tìm một ngôi nhà giá rẻ nằm cho cái khu dân cư ở đông đúc, yên vui yên tĩnh, giá cả hợp lý thì có thể liên hệ trực tiếp với Hương với số điện thoại bên góc phải màn hình để mình có thể về đây trải nghiệm hai căn nha. Chỉ còn có hai sự lựa chọn cho quý anh chị mình thôi. Nếu như mà gia đình mình có thành viên tầm khoảng là từ 8 người thì mình có thể chọn căn kế bên, còn 6 người thì có thể chọn căn này ha. Hoặc là có ông bà lớn tuổi thì mình cũng có thể chọn cái căn mà có cái phòng ở dưới, thì tùy theo nhu cầu của gia đình mình thôi. Và giờ thì em Hương cũng xin được phép kết thúc video tại đây. Có mọi thắc mắc hay cần thêm thông tin gì đó thì quý anh chị cứ ngước máy lên liên hệ cho Uống nha. Giờ thì em xin chào, chúc gia đình mình mau tìm được căn nhà ngý ạ.